vì sao giá vé máy bay nội địa quá cao và trách nhiệm của Thủ tướng. Các đợt nghỉ lễ dài ngày là cơ hội để mọi người và mọi gia đình đi du lịch trong và ngoài nước. Nhưng năm nay, các tuyến bay nội địa đã tăng giá vé lên rất cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như nhu cầu du lịch của người dân. Trong khi các tour du lịch đi miền Bắc có giá thấp nhất là 10 triệu đồng, thì tour đi Thái Lan chọn gói chỉ có 7 triệu đồng. Đây là một trong các lý do khiến nhiều du khách Việt Nam quyết định quay xe nói không với du lịch nội địa. Điều đó đã ảnh hưởng không ít đến tình hình du lịch tại trong nước, cũng đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến nền kinh tế vốn đã rất bết bát. Bản tin về giá vé máy bay nội địa trên báo Tuổi Trẻ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 24 tháng 4 loan tin giá vé máy bay nội địa cao quá, vì sao như vậy? Bản tin cho biết không chỉ vào các kỳ nghỉ lễ Tết, thời gian gần đây giá vé máy bay nội địa luôn neo ở mức cao, gấp từ 2 đến 3 lần so với trước. Thậm chí có thời điểm giá vé máy bay nội địa ngang với giá đi tour du lịch tại Thái Lan. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một tổng giám đốc của một hãng hàng không cho biết nguyên nhân giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cao là do đặc thù của ngành hàng không, có rất nhiều giao dịch với các hãng nước ngoài, từ bảo trì dịch vụ, mua sắm tàu bay, thuê tài sản, thuê máy bay, thuê phi công, đến việc mua xăng v.v. đều chi trả bằng tiền đô la, trong khi tỷ giá đô la đã tăng mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng việc giá vé máy bay nội địa tăng quá cao là do sự thiếu liên kết giữa ngành hàng không và ngành du lịch, cũng như chưa nhận được sự hỗ trợ trong các chính sách về thuế, phí từ chính phủ. Trong khi đầu tháng 4 năm 2024, chính phủ Thái Lan đã quyết định hỗ trợ các hãng bay giảm từ 3,8 đến 14% giá vé với một số tuyến nội địa trong dịp lễ hội té nước năm mới Songkran. Đồng thời, các hãng bay nội địa của Thái Lan cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, thậm chí giảm từ 15 đến 20% giá vé nhằm thu hút khách du lịch từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam sang Thái Lan trong mùa lễ hội này. Việc thu hút một lượng lớn khách du lịch sang có thể giúp Thái Lan, một chiến lược mà ngành du lịch quốc gia này đang nhắm đến, phát triển. Các chuyên gia khẳng định xu hướng tới đây, giá vé máy bay toàn cầu sẽ tiếp tục tăng so với trước đây, chủ yếu do thiếu hụt máy bay, giá nhiên liệu và tỷ giá tăng cao cũng như thiếu hụt nhân sự. Giá vé máy bay nội địa Việt Nam tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch và nền kinh tế. Bình luận về nguyên nhân khiến giá vé nội địa ở các hãng hàng không Việt Nam tăng cao, nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập của tờ báo Tuổi Trẻ trong bài viết "Các hãng bay thế giới cạnh tranh nhau xít sao về giá vé" đăng trên trang web của nhà báo Vũ Kim Hạnh cho biết: "Sau con số 18 triệu khứ hồi ám ảnh, tôi tìm hiểu tiếp giá vé các hãng về các đường bay liên quan. Thì đây, 18 triệu đồng là giá vé khứ hồi London tới thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 tới bay với hãng China Airways. Và dĩ nhiên phải quá cảnh. Còn Turkmenistan Airlines là cái tên hàng không khá lạ lẫm, nước này trước thuộc Liên Xô cũ. Hãng bay này vừa đưa ra giá cũng khá lạ lẫm, 540 đô la, tức là 13,7 triệu đồng cho vé khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm châu Âu như London, Milan, Frankfurt. Theo tác giả, giá vé này chỉ bằng 30 đến 50% giá vé của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Đây là giá vé mang yếu tố thay đổi cuộc chơi của ngành du lịch lữ hành, khi giá tour châu Âu bị kéo tụt từ 70 đến 80 triệu đồng xuống còn ngưỡng thấp có 40 đến 50 triệu đồng. Trong khi đó, Việt Nam là thị trường hàng không thuộc top 20 của thế giới. Hai hãng như Vietjet Airways và Vietnam Airlines xếp thứ 3 trong khu vực về năng lực bay. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang nghĩ điều gì? Nhưng yếu tố thay đổi cuộc chơi, tức là cạnh tranh về giá, nhà báo Vũ Kim Hạnh đã cảm thán chua xót cho rằng hầu như các hãng Việt Nam đang tự do nhất thế giới, không sợ người tiêu dùng than vãn, không sợ kinh doanh thua lỗ, vì lỗ luôn có sẵn nơi bổ. Trong khi trên thế giới, ở các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ hay các nước châu Âu, việc định giá vé máy bay thường phải do sự kết hợp giữa khung pháp lý mạnh mẽ, thị trường cạnh tranh và mô hình kinh doanh hàng không sáng tạo. Như vậy, đã đến lúc cần đặt vấn đề về chính sách về giá cũng như tính minh bạch của ngành hàng không Việt Nam. Một điều đáng cay là đáp trả chính sách định giá vé tự do tùy tiện, du khách trong nước và quốc tế đã quyết định không sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airlines
mà dùng các hãng bay quốc tế hoặc đi tàu hỏa đường bộ. Nhưng cuối cùng người Việt Nam phải móc túi ra để đóng thuế bù lỗ cho hãng hàng không Việt Nam Airlines rất dài. Và điều này chưa thấy có sự dừng lại. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vì sao giá vé máy bay nội địa quá cao và trách nhiệm của ông Thủ tướng ở đâu? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Võ Văn Thưởng vẫn chưa được yên? Sáng ngày 26 tháng 4, đoàn lãnh đạo, chủ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới phiên họp bất thường của Ban chấp hành Trung ương đã vào viếng lăng Hồ Chí Minh. Đáng chú ý trong đoàn này, người ta thấy sự xuất hiện của các ông Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, nhưng lại thiếu ông Võ Văn Thưởng. Cả ông Phúc và ông Thưởng đều là cựu chủ tịch nước bị cho thôi chức vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, sự thiếu vắng của ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là sự kiện tương đối bất thường. Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong cùng ngày 26 tháng 4, ông Lê Viết Chữ, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ ra khỏi đảng. Trước đó, ông Chữ đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam vào ngày 27 tháng 3 theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Ông Lê Viết Chữ được cho là đàn em thân cận với ông Võ Văn Thưởng và cũng là người giúp cho tập đoàn Phúc Sơn của Hậu Pháo trúng các gói thầu chính thi công nhiều tuyến đường, trong đó có dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi. Về lý do khai trừ đảng với ông nguyên bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ được nêu rõ là ông Chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ. Truyền thông nhà nước cho hay tập đoàn Phúc Sơn đã hối lộ ông Lê Viết Chữ để được tạo điều kiện trúng thầu và tập đoàn Phúc Sơn cũng đã bị cho là nguyên nhân khiến cho sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng đứt gánh, dẫn đến việc ông Thưởng phải từ chức chủ tịch nước và bị cách toàn bộ các chức vụ trong bộ máy của đảng và nhà nước vào hồi tháng 3 năm 2024. Theo giới quan sát, phải chăng việc vắng mặt của ông Võ Văn Thưởng trong đoàn viếng lăng ông Hồ Chí Minh nói trên vì những việc bê bối ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa dàn xếp xong với Bộ Công an. Đàn em của ông Thưởng thì vẫn chưa ổn và các thỏa thuận chưa chót lọt. Vì thế, ông Võ Văn Thưởng đã mất hút trong các sự kiện chính trị công khai của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mối quan hệ đáng ngờ của Bộ Ba Nguyễn Phú Trọng, Lê Thanh Hải và Võ Văn Thưởng. Chuyện ông Võ Văn Thưởng lâu nay được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch, do chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc, tham nhũng là điều có thật. Tuy nhiên, mới đây, những cáo buộc của Bộ Công an khẳng định, trong thời gian làm bí thư Quảng Ngãi, ông Võ Văn Thưởng đã dính đến tham nhũng rất lớn, liên đến hàng chục tỷ đồng. Theo giới quan sát, ông Võ Văn Thưởng có một mối quan hệ đặc biệt trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là Sâu Chúa, một chùm tham nhũng và là người chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan, mới đây đã hầu tòa với các cáo buộc tham nhũng rất nghiêm trọng và đã bị tuyên án tử hình. Trong quá khứ, ông Võ Văn Thưởng với sự vận động của ông Bí thư Lê Thanh Hải đã giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, ông Lê Thanh Hải hy vọng rằng sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 2 năm 2016, ông Thưởng sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng có vai trò không nhỏ trong việc giải cứu cho Lê Thanh Hải thoát án truy tố với những sai phạm hết sức nghiêm trọng xảy ra ở Sài Gòn, nhất là vụ tham nhũng liên quan đến dự án khu đô thị mới tại Thủ Thiêm. Đó là lý do vì sao cuối cùng ông Hải chỉ bị kỷ luật cách chức nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trong quá khứ, ông Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với những nhóm lợi ích tại Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả mối quan hệ đáng ngờ với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan. Chính trường Việt Nam đang có những xáo trộn rất lớn, có các biểu hiện hết sức bất thường và đáng lo ngại.
có khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm khởi tố bắt giam để làm rõ trách nhiệm về những mối quan hệ của ông với các cá nhân đã cố tình bao che cho ông trong một thời gian rất dài, trong đó có vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Võ Văn Thưởng. Tổng hợp những vấn đề vừa kể trên cho thấy việc ông Võ Văn Thưởng có thể vẫn chưa được yên sau khi đã từ chức là điều có thật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Vì sao Võ Văn Thưởng chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.